Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư Nguyễn Khánh Trạch đã giới thiệu và cho phép tôi báo cáo một cái phần nội dung nó cũng không dài, nhưng đây là câu chuyện mà chúng tôi cũng đã ủ và trao đổi trong hội nghị ban chấp hành cách đây một vài lần, cũng nhằm một cái mở một cái cửa xem là một cái góc xem hội nội khoa của chúng ta tiếp cận câu chuyện của những cái định hướng đi của hội nội khoa của chúng ta trong tương lai như thế nào. Thì một trong cái hướng đó là tôi đặt câu hỏi là tiếp cận xem là cái bệnh không lây nhiễm thì thực trạng trên thế giới ở Việt Nam, và đặc biệt là cái xu hướng nghiên cứu trên thế giới về cái bệnh không lây nhiễm này nó như thế nào. Và cuối cùng thì sẽ là câu hỏi cuối cùng là vậy thì hội nội khoa của chúng ta hoạt động về câu chuyện của bệnh không lây nhiễm là ra làm sao. Phần báo cáo của tôi thì nó cũng sẽ đi qua mấy cái nội dung như thế này. Trước hết là chúng ta sau khi đặt câu hỏi như thế thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu sẽ đi vào tìm hiểu xem là câu chuyện thực trạng của bệnh lây nhiễm là như thế nào. Thì chúng ta cũng biết là trên thế giới thì quả thực là chúng ta đã nghe thông báo rất nhiều lần, nói rất nhiều nơi rằng là bệnh không lây nhiễm bây giờ đang là một cái bệnh đang là mới nổi lên của những năm trước, và bây giờ đã nổi và nó có đang trở thành một vấn đề khá là trầm trọng. Còn Việt Nam thì chúng ta cũng đã ra một cái chiến lược về bệnh không lây nhiễm hay là không truyền nhiễm rồi. Thế thì trong cái định nghĩa đấy và trong cái đề cập thì có nhiều loại bệnh không lây nhiễm, 10 loại hoặc là trên 10 loại, nhưng mà trọng tâm vào là ở Việt Nam như thế nào, chúng ta cũng như trên thế giới hiện nay thì đề cập đến 4 cái bệnh không lây nhiễm chủ yếu. Đó là bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mãn tính, trong đó hen và COPD là lĩnh vực hoạt động của chúng tôi, và trong đó có bệnh đái tháo đường như là giáo sư Minh vừa trình bày. Trong đó thì nó có rất nhiều những cái điểm chung, và đặc biệt là trong cái nhóm này thì hầu hết là nói chung tất cả các yếu tố nguy cơ trong báo cáo của bác sĩ Minh cũng vừa nói, như hút thuốc lá, lạm dụng rượu, dinh dưỡng không hợp lý, hạn chế vận động, và nó sẽ chia ra cái nhóm là nhóm phòng ngừa được, những chủ yếu người ta đề cập đến nhóm là sẽ phòng ngừa được chứ không phải là nhóm không phòng ngừa được. Thì chúng ta cũng biết là vậy thì cái bệnh không lây nhiễm hiện nay là có số tử vong rất là lớn, 41 triệu. Thì 41 triệu tức là con số nhiễm HIV, nhiễm SARS-CoV-2 và COVID-19 thì bây giờ trên thế giới là trên 60 triệu. Thì chúng ta thấy là tử vong của bệnh không lây nhiễm thì mỗi năm là khoảng 40 triệu, rất là lớn. Và đặc biệt là nó chiếm 71% trong số tử vong toàn cầu, chiếm rất là cao. Nó đã khẳng định rằng là đúng, quả thực là bệnh không lây nhiễm là một vấn đề trầm trọng hiện nay và vấn đề rất cần quan tâm. Và chúng ta cũng thấy là chúng ta là đất nước mới là mới lên được thu nhập trung bình thấp và nằm trong cái nhóm của đất nước, một nhóm các đất nước vẫn đang phát triển. Thì chúng ta sẽ thấy là khu vực châu Á này, khu vực Trung Đông, khu vực các nước khác, châu Phi vân vân, thì có 3/4 cái trường hợp là tử vong trên thế giới xảy ra ở những thu nhập thấp và trung bình. Ở Việt Nam chúng ta là trung bình thấp thì chúng ta cũng nằm trong cái nhóm đấy. Vậy là một lần nữa chúng ta khẳng định rằng bệnh không lây nhiễm trên thế giới hiện nay chiếm tỷ lệ tử vong rất cao, 2/3 số tử vong là do bệnh không lây nhiễm, và trong đó lại 3/4 rơi vào những đất nước mà thu nhập thấp và trung bình. Trong đó câu chuyện đấy nó cũng thể hiện là ở Việt Nam của chúng ta. Thế thì tỷ lệ tử vong và tổng số tử vong do các bệnh này như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là hàng đầu vẫn là lĩnh vực của các giáo sư về tim mạch, của các thầy về tim mạch vẫn là cao nhất, chiếm cả Việt Nam và trên thế giới đều rất là cao, 46% và 30% trên thế giới và Việt Nam. Và chúng ta thấy là bệnh của thầy Hoàng Văn Minh
thì nhóm tiểu đường thì hiện nay vẫn là thấp, đấy là con số thống kê. Nhưng lát nữa chúng ta theo dõi cái chiều dọc đi của bệnh đái tháo đường, chúng ta sẽ thấy cả một câu chuyện khác. Và xu hướng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam từ trong vòng 2011 đến 2015 thì chúng ta cũng thấy là bệnh không lây nhiễm nó vẫn chiếm tỷ lệ cao so với bệnh lây nhiễm. Bệnh lây nhiễm thì đến 2015 thì chỉ khoảng 23 ngàn người. Thế nhưng mà con số của bệnh không lây nhiễm chiếm 65% tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết tử vong rất là cao. Thì chúng ta cũng sẽ thấy. Thế thì nói về nhóm yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ thấy là sẽ bao giờ nhóm nguy cơ trong bất cứ bệnh nào cũng thế, chia ra nhóm nguy cơ là chúng ta xem có thể thay đổi được, có thể không thay đổi được. Chỉ trọng tâm chúng ta chặt vào hút thuốc lá, chế độ ăn và làm rượu bia và hoạt động thể lực. Thì hút thuốc lá thì Việt Nam của chúng ta đã có luật phòng chống hút thuốc lá rồi, cũng chưa bao giờ phạt được bất cứ một ai hút thuốc lá ở những nơi mà vi phạm cả. Con số hút thuốc lá của Việt Nam thì lĩnh vực trong chuyên ngành hô hấp của chúng tôi, nếu theo như tôi nhớ thì nó có khoảng 15%, và đấy là hút chủ động. Và tỷ lệ ở những người trên 40 thì hút thuốc lá thì nhiều hơn, gần đến 50%, trong đó hút thụ động là khoảng 33%. Như thế nói tóm lại, bị chịu hậu quả của thuốc lá thì chủ động là cũng gần đến 50%. Nghĩa là hút thuốc lá thì của chúng ta tỷ lệ cũng còn rất là cao. Nó đòi hỏi các hệ thống hoạt động của chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể giảm được cái hút thuốc lá. Còn chế độ ăn thì chúng ta cũng biết hiện nay thì rất nhiều các cái chế độ ăn, và chúng ta cũng lạm dụng cái chế độ ăn rất là nhiều. Trong đó thì chúng ta cũng nghe thấy cái thế giới bên cạnh chuyện là về lipid, rồi là chế độ ăn không cân bằng, các cái fast food vân vân, thì chúng ta cũng thấy là cái chế độ ăn mà bây giờ thế giới đang vào cơn nghiện muối. Thế là nếu ai đó đã học ở châu Âu hoặc đã đi châu Âu thì bất cứ trong sản phẩm gì của các đồ thức ăn của nước ngoài cũng rất là nhiều muối, và bây giờ đó là bị một cái nghiện muối của thế giới rất khó tránh. Hầu như là chúng ta đây đang rất là khó. Trong khi đó thì nếu mà ăn chế độ muối nhiều, mặn nhiều, ảnh hưởng đến tim mạch rồi đến thận vân vân rất là rõ những cái câu chuyện như này. Thì chúng ta thấy là các yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng, thì mặc dù là hô hấp thì mới chỉ nói đến câu chuyện thuốc lá thôi, nhưng gần đây thì cũng bắt đầu nói đến chế độ ăn liên quan đến chất oxy hóa và antioxidant vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là hút thuốc, chế độ ăn, hoạt động thể lực, rượu bia đều ảnh hưởng đến tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Thế thì xuất phát những ý tưởng như thế, đây là một nghiên cứu hoàn toàn của Học viện Quân y. Chúng tôi mới đặt vấn đề là vậy thì xem là xu hướng nghiên cứu về bệnh không lây nhiễm trên thế giới như thế nào, có bao nhiêu những tài liệu, có bao nhiêu các tác giả của các nước người ta tập trung vào nghiên cứu, đặc biệt là tập trung vào nhóm cái bệnh tật, nhóm bốn cái bệnh chủ yếu, và chúng ta cũng xem xét ở Việt Nam. Thế thì ngõ hầu của nghiên cứu này là chúng tôi muốn đi tìm một cái tài liệu mà chúng tôi xác định nó một phương pháp nghiên cứu làm sao tìm không thông qua các tài liệu mà bằng các báo chí, không thông qua các abstract, phải lấy được các cái bài báo toàn văn. Thì chúng tôi bắt đầu đi tìm và tìm trên những từ khóa liên quan đến bệnh không lây nhiễm, và trong thời gian là trong vòng 15 năm, tức là 2005 đến 2020, xem thử việc của nó như thế nào, và chủ yếu bằng tiếng Anh. Sau đó thì phân chia và xử lý các cái tài liệu làm sao ra được các cái tài liệu tốt nhất. Đây là cách tìm. Thì chúng ta thấy là tùy theo việc đưa ra từ khóa và chọn đọc dần, thì chúng tôi tìm được toàn văn có khoảng 427 bài báo toàn văn và đăng trên các tạp chí uy tín, ít nhất là có ISI và có hệ thống IF Factor của nó cũng về độ tin cậy tốt, đặc biệt là thông qua cả Lancet. Thì chúng ta thấy là
một bức tranh cho thấy là thế giới nghiên cứu rất nhiều về bệnh không lây nhiễm, rất nhiều bệnh không lây nhiễm, và chúng tôi đã tìm ra được 424 bài toàn văn của 26 của các nhóm tương quan. Thì thông qua đó thì chúng tôi mới có một số kết quả mang tính chất là thông điệp gửi đến hội nghị của chúng ta để chúng ta quan tâm. Thì thứ nhất là tỷ lệ thay đổi tỷ lệ tử vong. Ở đây thì ung thư hô hấp, bệnh tim mạch thì vân vân thì chúng ta thấy. Nhưng mà trong vòng từ năm 2006 đến 2016, phải không? Trong vòng 10 năm thì chúng ta thấy là cái con số tỷ lệ tử vong hóa ra là của nhóm của nội tiết lại là tăng rất là nhiều. Mặc dù con số tử vong là thấp nhưng mà tỷ lệ nó tăng lên khá là nhanh, đến 28.4% so trong vòng 10 năm. Và sử dụng những khái niệm về y tế công cộng rồi, thì chúng ta sử dụng là cái sự mất đi của số năm sống, có nghĩa là cái tỷ lệ EOS này thì nếu mà càng cao thì có nghĩa là càng chết trẻ, càng chết sớm. Thì số năm sống mất đi càng cao thì có nghĩa là tử vong càng sớm. Thì chúng ta thấy là hóa ra song hành với sự phát triển của xã hội, nâng lên được các mức sống thì chúng ta thấy các con số nói lên rất là nhiều điều. Sau đó thì tôi không phải là chuyên ngành về tim mạch và về đái tháo đường và nội tiết, nhưng chúng ta có một bức tranh về quả thực là của nội khoa chúng ta nhìn thấy thay đổi rất là đáng kể và rất là báo động. Thì chúng ta trong đó có cái nhóm về đái tháo đường và nội tiết. Rất là cảm ơn thầy Minh vừa trình bày vừa rồi. Và xu hướng thay đổi tại Việt Nam thì chúng tôi phải tìm những tài liệu chính thống của thế giới mà người ta cũng đăng để xem trong Việt Nam những tài liệu nào mà có thể có giá trị công bố những thông tin như thế này. Thì chúng tôi thấy rằng là liên quan đến bệnh tim mạch thì có nhiều biến chứng, nhưng mà trong đó một trong những cái mà chúng ta chiếm tỷ lệ cao hiện nay thì đó là đột quỵ. Thì chúng ta thấy là cái mức độ mà gọi là percentage change, tức là cái thay đổi tỷ lệ sau các năm, thì chúng ta thấy là nó theo các cái thu nhập của xã hội thì chúng ta đều thấy là còn khá là cao, đều là những số âm về thay đổi so với năm 2016. Điều đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà tử vong nó vẫn còn rất là cao so với trong các cái bệnh này diễn biến theo các năm. Và nếu mà nhìn vào các cái con số của thay đổi diễn biến của xu hướng về các bệnh của ung thư thì chúng ta thấy năm 2000 thì ung thư phổi và 2010 thì vẫn là ung thư phổi, nhưng mà theo các tài liệu mà chúng tôi tập hợp được thì trên thế giới công bố năm 2018, tôi một lần nữa tôi khẳng định đây là con số chỉ riêng của chúng tôi nghiên cứu trong các cái tài liệu mà báo toàn văn ra thôi, không lấy theo bất cứ một hiệp hội nào, thì thấy là năm 2018 là ung thư, tỷ lệ về ung thư gan ở nam giới là chiếm tỷ lệ cao nhất, và sau đó thì đến các loại ung thư khác. Và riêng câu chuyện của chị em phụ nữ thì vẫn là number one, vẫn đứng hàng đầu, tức là ung thư vú vẫn tiếp tục duy trì nhiều năm. Nhưng mà rất may là sau khi có vaccine, tôi nghĩ là như thế, là HPV ra đời, thì cái ung thư tử cung đã biến mất khỏi danh sách là trong năm cái ung thư hay gặp nhất của phụ nữ, mà nó tụt xuống, lùi xuống dưới, lùi xuống dưới hơn. Đấy, chứng tỏ rất là tốt. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái trung tâm vaccine, ngõ hầu cũng sẽ sản xuất cái vaccine trong thời gian gần đây, cũng sẽ học viện sẽ cố gắng ra cái vaccine liên quan đến câu chuyện của phòng chống như thế này thì cũng rất là tốt. Thì trong thời gian ngắn thôi thì tôi muốn gửi đến thông tin, và thông tin các quý vị có thể
bỏ túi mang về nhà, đó là gì? Đó là tỷ lệ tử vong của bệnh không truyền nhiễm, không lây nhiễm thì vẫn tiếp tục tăng, và cao nhất vẫn là nhóm tim mạch. Thế và tỷ lệ bệnh đột quỵ, rồi là tỷ lệ tử vong, tỷ số daily thì nó tỷ lệ thuận với các cái chỉ số, tỷ lệ nghịch với chỉ số xã hội hóa. Thế và ở Việt Nam thì chúng ta đã có hiệu quả nhưng mà còn phải, chúng ta còn phải làm khá là tiếp theo. Hiện nay thì ở Việt Nam nghiên cứu theo các gánh nặng bệnh tật sử dụng chỉ số daily này đối với các mặt bệnh thì còn chưa nhiều, chúng ta còn đang thiếu. Và với các bệnh lý ung thư và xu hướng cơ cấu bệnh tật thì có sự thay đổi và tỷ lệ tử vong sau các năm. Và tỷ lệ thì thế thì chúng ta sẽ làm cái gì? Hội nội khoa chúng ta sẽ làm cái gì trong thời gian tới? Thì chúng ta có lẽ chúng tôi ở đây chúng ta đưa ra một cái tài liệu của năm 2014 thì xem yếu tố để can thiệp vào những cái phần này, thì chúng ta sẽ chọn cái góc nào để chúng ta can thiệp. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì vẫn là sự phát triển của xã hội nghèo khổ rồi vân vân, rồi là hút thuốc lá vân vân, như hoặc là nghiện muối, nghiện rượu, là các bệnh không lây nhiễm cho nó có bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư phổi vân vân, thì chúng ta sẽ tiếp cận. Và hội nội khoa chúng ta sẽ đi hướng nào? Chúng ta liệu chăng là chúng ta sẽ tạo ra được một cái hội mà là những dây nối để link các cái giếng, như giáo sư Trạch vừa nãy nói, là những cái giếng về tim mạch, những cái giếng về nội tiết, những cái giếng về ung thư, những giếng về hô hấp, thì hội nội khoa sẽ phải tạo ra được một cái gì đó để chúng ta nối những cái giếng đó lại, tạo ra cái sản phẩm của chúng ta. Và sản phẩm đấy là gì? Tôi cũng rất muốn là trong đầu chúng tôi đã có nhưng mà chưa chín chắn lắm, chưa dám đưa ra, nhưng mà tôi muốn gửi một thông điệp về các hội viên nhà cùng nghiên cứu, cũng như là một cái tổ hợp rất nhiều chữ như thế này. Chúng ta sẽ chọn cách tiếp cận của hội của chúng ta trong vấn đề đối với bệnh không lây nhiễm là như thế nào, cách can thiệp của hội của chúng ta đi từ y tế cơ sở, y tế cộng đồng, hay là cách can thiệp nào đó bên cạnh cái việc tổ chức hội nghị nói chung. Tôi cho rằng có rất nhiều cái suy nghĩ có thể chúng ta đi về phía các cái vấn đề là có thể yếu tố nguy cơ có thể phòng chống được để chúng ta can thiệp vào xã hội, thì nó đòi hỏi phải phối hợp của rất nhiều cái chuyên ngành, của các thầy trong ban chấp hành, trong ban thường vụ ở đây, để rồi trong thời gian tới chúng ta cùng nhau trao đổi, chúng ta tìm ra cái hướng đi của chúng ta để đưa cái hội nội khoa của chúng ta nó đúng như là ý kiến của giáo sư Trạch, là trở thành đúng thực sự là ngôi nhà chung. Và muốn thấy chúng ta phải có một cái đường đi riêng rất đặc biệt thì chúng ta mới có thể thoát ra được cái chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.